Cho em hỏi thăm anh, mà bây giờ mình xịt thằng men vô sinh rồi. Dạ. Rồi bây giờ ớt nó hơi bị một hai trái thối là em thấy nó hiệu quả lắm đó. Cái đó anh bón lân với kali kiềm lực cây, còn bên trên anh chủ yếu anh phun tôm, carboxy với vi sinh anh pha 250 đến 300C luôn. Vậy là bữa hổm em nghe là anh em quýnh mày 300 thằng men vô sinh với thằng Atacon đó. Mà anh cha con anh pha 35, 30 đến 50C thôi nghe, anh pha 100C nó ngù đầu á, nó quéo lá. Không phải thằng Atacon á. Đúng rồi, anh cha con anh pha 100g, nó quéo đầu non liền á. Vậy đó hả? Tôi thấy cái trời một thuốc canh là tôi thấy tôi chịu rồi đó, mà có cái là mình không biết, một là sử dụng phân nè. Hai là thuốc ở đó giờ là không xài, không biết nè, là thấy là thịt là ba cử rồi. Dạ rồi, thì là thấy là nó cây nó là cái trái nó còn chắc lắm. Dạ dạ, thì bây giờ á, anh tạm ngưng 3K nè, anh phun tôm, canxi bo, silic với lại vi sinh. Dưới gốc anh dằn lân với kali không thôi, 5-7 ký mỗi loại nha. Xong 10 ngày sau anh nhìn cái hình cây, nếu nó còn non mướt quá đó, thì anh dặm vô thêm. Còn mà nó bình ổn, nó dày lá, cứng trái á, thì anh giãn ra 15 ngày. Bây giờ em không biết, em hỏi anh một câu. Dạ. Bây giờ ớt anh thì nó hơi non, mà mình xài lân vô được không? Anh cũng xài kali không được không anh? Lân với kali bình thường, có nghĩa vậy là anh đi cái lượng nhẹ nhẹ 5 ký, 7 ký mỗi loại thôi. Thì tính đi cứ cái 5 ký lận mình rước xương đó. Rước xương rước xong rồi 10 ngày sau anh nhìn hình cây anh điều chỉnh được mà. Vậy đó ha, dạ dạ dạ, tại vì hồi đó giờ tôi xài con cò không à. Nhưng mà em nói anh nè, là nước mưa nó có mang đạm, anh đi phân chứa đạm nữa nó dư. Mà anh không đi đúng cái rồi, cây đúng nó, rồi. Anh không đi lân với kali kìm lại cái cây nó phát lên nó dẫn thối. Dạ, ớt anh bây giờ bữa nay mới vẽ có 3 cử rồi, bây giờ trái dữ lắm mà nó có 1-2 trái thối là anh nói gì. Dằn lân kali là em mừng lắm á. Dạ dạ. Dạ dạ. Thì chắc phải không quay qua lại, chắc anh mua thêm một bộ nữa quá. Mà dạ, cái anh không có xài cá. Đúng rồi, ngưng cá, chỉ là tôm, canxi bo silic, vi sinh, gói 3K thì anh đợi cho tới khi mà anh muốn kích hay là mưa bệnh ổn định á, anh hãy pha vô nửa gói. Dạ, dạ. Bây giờ cần là một lần canxi bo, hai là men vô sinh. Như là tôm. Hai đúng là rồi. Bàn đó đó. Bàn đó thôi, dạ. Dạ. Anh cha con thì anh nhấp nhã thôi, 50g thôi. Vậy nè. Dạ dạ. Thằng tôm mình xài nhiều là vỏ nó dày không? Vỏ nó dày nhưng mà vừa thôi. Thậm chí là cây đang tốt quá anh phải giảm liều lại. Tại vì giống như kiểu á, bản chất tôm nó vẫn là dinh dưỡng. Chỉ có một cái là giống như kiểu người ta ăn ức gà để nó lên cơ, nhưng mà anh ăn nhiều nó cũng lên mỡ vậy. Vậy là mình giảm tôm là vẫn được phải không? Giảm tôm là vẫn được. Chủ yếu cao bao nhiêu? Tôm mình xài một bình vậy là bao nhiêu? 50 hay là 100? 50C nhưng mà cây nó tốt lên quá anh giảm còn 30. Vậy đó hả, giảm 30 được ha. Dạ. Còn có nghĩa là canxi. Canxi thì 50. Dạ. Dạ dạ, nhưng mà có nghĩa là vậy, tôm á anh pha nhẹ để nó đẩy cái cây lên vừa tới mức ổn định và nó tăng cái đề kháng nó mạnh lực thôi chứ nó không có phát lên nữa. Dạ dạ, em cảm ơn anh lắm. Dạ dạ. Có cái bây giờ tôi thấy là tôi xài là cái tấm ớt kém bên đúng không? Dạ. Tôi bẻ trái ớt phải không? Nó cái vỏ nó mỏng mỏng hơn ớt tôi. Dạ. Tôi xịt là 2 cử là tôi thấy có hiệu quả đó, là tôi thấy là tôi xài hoài luôn ơi. Dạ quá dạ dạ. Anh cứ giữ cho nó ổn định, còn nếu mà mưa ha, mưa dầm ha, là cứ 2 ngày anh lấy vi sinh phun lần. Vi sinh dạ. Nó dùng nhiều á, thậm chí anh pha 500C luôn cũng bình thường. Mà có cái bây giờ ớt anh nó khó đi quá à, chắc anh xài có chừng 200 à. Mà hãy một công rưỡi là anh xài từ 7 bình. Ớt nó khó đi á. Không, anh pha đậm lên, giống như đưa quân đông để canh giữ thành cho nó chắc. Vậy đó hả? Ừ, cái vi sinh là pha thoải mái. Bữa hổm anh đẩy mới có một cử vô sinh với quýnh cử sau mà quýnh cái gần muốn hết thùng rồi. Dạ dạ dạ, cái vi sinh đó nó quan trọng đó, anh khỏi gần phun thuốc bệnh kia. Còn chỗ nào mà bị bệnh hả? Vậy trái không men vi sinh đó? Không, men vi sinh là nó cây nó vẫn tốt bình ổn nha, mà nó như là thuốc phòng bệnh. Dạ 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 dạ, thậm chí anh pha 300C hoặc 500C nha, mấy cái lỗ bệnh á anh phun chụp cứ 2-3 ngày anh phun lần là tự nó khô. Mà quýnh mình bình 300 mà thịt ướt đó, mấy thằng mà bị bệnh nè. Đúng rồi, nó tự khô là đứng luôn đó. Đúng rồi, nó tự khô à. Là anh pha với Atacon anh thịt thử cái chỗ đó nó bệnh nó rụng lá đó ha. Dạ. Là anh đẩy vô là nó đứng liền đó. Dạ nó đúng rồi. Đúng rồi.
Rồi, rồi anh cứ phun định kỳ tới tới. Vậy là mình xả lăng với kali được cái anh. Đúng rồi, đúng rồi. 5 ký dạ, rồi dạ, sau dạ, 10 là... ngày cái anh nhìn hình cây anh dặm tiếp hoặc là đợi 15 ngày anh bón. Anh tính bón lần 5 ký thôi, thứ năm này, năm kia, năm này, năm kia. Dạ, giờ dạ. Giờ trái anh dữ lắm. Dạ, trái đúng rồi. Này lực chưa anh. Anh mới bẻ mới có tính ra cứng công cắt mà anh bẻ mới có cử thứ ba đó mà hôm qua anh bẻ là 160 ký đó. Dạ. Để nhiều người nông dân được tiếp cận thông tin kỹ thuật, mong anh chị hãy nhấn chia sẻ. Đồng thời nhấn đăng ký để đón xem những video kế tiếp. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi.